chuyên gia quân sự tiết lộ thời điểm và hoàn cảnh kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đại tá Mỹ nêu hai lý do có thể khiến Ukraine phản công thất bại. Lỗ hổng dẫn đến sự chậm trễ trong cuộc phản công của Ukraine. Xưởng sửa chữa ô tô ở miền Nam Nga nổ lớn, ít nhất 25 người thiệt mạng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tính đến nay, chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu thực sự nào về một lối thoát cho xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều không cho thấy dấu hiệu sẽ lùi bước ở một trong những cuộc xung đột quân sự lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Đứng trước cuộc phản công rõ ràng đã diễn ra không theo mong muốn của Ukraine, các lực lượng quân đội của nước này đang phải đối mặt với các công sự phòng thủ rộng lớn và vững chắc của Nga. Ukraine giờ đây sẽ phải đưa ra lựa chọn về cách thức xung đột kết thúc. Nhưng một cuộc xung đột đóng băng dường như là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã bước sang một giai đoạn mới vào mùa hè này khi Kiev tiến hành cuộc phản công được mong đợi từ lâu với nhiều kỳ vọng họ sẽ giành được thượng phong trên chiến trường. Tuy nhiên, các lực lượng của Ukraine đang phải đối mặt với phòng tuyến dài tới 960 km cùng các công sự cực vững chắc và rộng lớn của Nga. Có một số nơi công sự sâu tới 30 km. Những công sự kiên cố này đã được Nga tích cực xây dựng vào mùa đông năm ngoái, trong khi Ukraine còn đang chờ thêm vũ khí hạng nặng từ các đồng minh trước khi phát động cuộc phản công vào tháng 6. Rõ ràng là cuộc phản công không tạo ra kết quả nhanh chóng và rõ ràng như những gì người Ukraine lẫn các đồng minh phương Tây của họ kỳ vọng. Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng điều này có nghĩa là cuộc chiến có thể sẽ kéo dài, gây áp lực to lớn buộc Ukraine phải chiến đấu trong vài năm nữa và có thể khiến các đối tác quốc tế của nước này phải chi thêm hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Kiev. Bình luận trên CNBC, cựu tướng Anh Richard Barons đã nghỉ hưu, từng chỉ huy của Bộ Tư lệnh Lực lượng Chung của Vương quốc Anh nhận định Ukraine phải chứng tỏ rằng họ có thể đạt được tiến bộ, nhưng mọi người đều biết rằng với quy mô lực lượng mà họ có hiện nay, họ sẽ không thể đẩy lùi toàn bộ quân Nga ra khỏi Ukraine vào cuối năm 2023. Ông Barons nói thêm, vào cuối năm nay, cả hai bên sẽ vẫn kiên quyết cho rằng họ có thể đạt được ưu thế bằng cách chiến đấu. Nga không thể bỏ cuộc, không thể thua và Ukraine cũng sẽ vẫn nuôi ý chí chiến đấu, đồng thời sẽ không sẵn sàng từ bỏ các vùng lãnh thổ bị Moscow chiếm đóng. Và điều đó sẽ kéo dài chiến tranh đến năm 2024 và có thể là năm 2025. Cựu tướng Anh cho rằng cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ đạt được một số tiến bộ trong thời gian còn lại của năm nay, nhưng chưa đủ để chấm dứt cuộc xung đột. Thế nhưng cho đến nay, sự thành bại vẫn là câu hỏi lớn đối với cuộc phản công của Ukraine. Người Ukraine vẫn có những sự hy vọng mang tính khả quan rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi. Nhưng các tuyến phòng thủ cực kỳ sâu rộng được tạo thành từ các mạng lưới bom mìn, bom kè, hào và các chướng ngại vật chống tăng đang bảo vệ và giúp quân Nga đánh bật các bước tiến của lực lượng Ukraine. Kể từ khi cuộc phản công được phát động vào tháng 6, Ukraine mới chỉ giải phóng được một số ngôi làng nhỏ. Một trong những mục tiêu chính của Ukraine trong cuộc phản công là cắt đứt cây cầu trên đất liền trải dài từ Nga, băng qua khu vực Moscow chiếm đóng ở miền nam Ukraine đến Crimea. Nhưng đó là khu vực có các công sự kiên cố nhất của Nga. Nick Reynolds, nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện Royal United Services, một tổ chức nghiên cứu về quốc phòng và an ninh có trụ sở tại London, nói với CNBC rằng không có gì ngạc nhiên khi cuộc phản công của Ukraine rơi vào thế khó khăn. Ông Reynolds nhấn mạnh, các lực lượng Nga đã có thời gian đáng kể trong những tháng đầu năm nay để đào sâu và củng cố hệ thống phòng thủ của họ. Đây sẽ luôn là một thách thức ghê gớm đối với người Ukraine, đặc biệt là khi lực lượng không quân Ukraine không thể hoạt động trên các chiến tuyến của Nga. Trên thực tế, lực lượng Ukraine hiện đang tiến vào tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, nhưng đó là một vành đai sâu 30 km gồm các bãi mìn, chiến hào và các công sự kiên cố. Từ nơi họ đang dừng chân đến biển là khoảng 90 km, và cho đến nay họ mới tiến lên được 8 km. Vì vậy, đây thực sự là một câu hỏi lớn. Các chuyên gia quốc phòng cho rằng không có khả năng cuộc phản công sẽ đạt được bất kỳ đột phá nào trong năm nay. Nhưng họ lưu ý rằng điều quan trọng đối với Ukraine là có thể đạt được ít nhất một số lợi ích để duy trì sự ủng hộ của phương Tây cho năm 2024 và có lẽ xa hơn nữa. Chuyên gia quốc phòng và an ninh quốc tế tại Chatham House, Jamie C, nói với CNBC rằng ông lo ngại rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ rơi vào bế tắc. Lực lượng Ukraine sẽ chỉ giành được rất ít lãnh thổ, trong khi để mất quá nhiều thiết bị do phương Tây cung cấp và hứng chịu thương vong lớn. Kịch bản đó xảy ra có thể làm dấy lên những lời chỉ trích các khoản viện trợ của các chính phủ phương Tây dành cho Ukraine, làm gia tăng sự bất mãn của công chúng đối với việc tiếp tục tài trợ cho Kiev và đặt ra khó khăn về sản xuất và cung cấp vũ khí đối với phương Tây.
Trong khi đó, bất kỳ triển vọng đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Ukraine hiện đều có vẻ mong manh, bất chấp những nỗ lực đưa cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Các quan chức cấp cao từ khoảng 40 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ, đã tổ chức một cuộc họp tại Jeddah, Ả Rập Xê Út vào cuối tuần trước để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến. Tuy nhiên, Nga không được mời tham dự cuộc họp. Ông Barons nhấn mạnh, tại một thời điểm nào đó, Ukraine sẽ phải quyết định liệu có tiếp tục theo đuổi giải pháp quân sự cho cuộc xung đột hay phải tìm một lối thoát khác. Cựu tướng Anh nói, một khả năng khác là Ukraine quyết định đóng băng cuộc chiến, nhưng hiện tại chúng ta chưa tiến gần đến điều đó. Khi đánh giá về kết quả phản công của Ukraine, Đại tá Mỹ Daniel Davis cho rằng việc đánh giá thấp Nga và sự tự tin của Tổng thống Zelensky đang khiến Ukraine thất bại. Ria Novosti trích lời của Đại tá Mỹ Daniel Davis bày tỏ quan điểm trong một bài báo đăng trên 1945 cho biết việc phương Tây đánh giá thấp tiềm năng quân sự của Nga và niềm tự hào của Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ khiến Ukraine thất bại. Đại tá Daniel Davis đặt ra câu hỏi rằng liệu Ukraine có khả năng đạt được thành công ở phía trước hay không với tình hình như hiện nay? Theo chuyên gia này, nếu tuân theo sự đánh giá trung thực về bối cảnh quân sự, kinh tế và chính trị thì câu trả lời là không. Daniel Davis phân tích, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hàng chục nghìn binh sĩ dù họ được huấn luyện bởi những người có kinh nghiệm nhất nhằm tái kiểm soát lãnh thổ. Khi Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Yalushny củng cố những thành công của họ vào cuối năm 2022, họ bắt đầu thành lập các lực lượng tấn công mới để cố gắng giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ hơn nữa từ Nga vào năm 2023. Niềm tự hào vào năm 2022 đã giáng vào đầu họ khi hiện tại chỉ đạt được những thành công hạn chế trên chiến trường. Điều này sẽ có tác động tiêu cực đến Ukraine. Theo chuyên gia này, sự tự tin nguy hiểm của chính quyền Kiev đã đổ lỗi mọi sai lầm cho chiến lược của phương Tây, đánh giá thấp tiềm năng của Nga và đánh giá quá cao khả năng của Ukraine. Tất cả tạo ra một bức tranh sai lệch trong việc lập kế hoạch và thiết lập mục tiêu. Đại tá Daniel Davis nói, việc nêu bật nhiều thiếu sót và thất bại của Nga trong khi bỏ qua những thành công của họ đã tạo ra một bức tranh sai lệch về khả năng của Nga và do đó dẫn đến việc đặt ra các mục tiêu chính trị không thể đạt được. Nhiều chuyên gia cũng nói thêm rằng thực tế hiện tại không cho phép Ukraine trông đợi vào một chiến thắng và chỉ Mỹ và NATO mới có thể thay đổi chiến lược giúp Ukraine. Ukraine trong thời gian qua đã áp dụng chiến thuật tác chiến của phương Tây trong chiến dịch phản công. Tuy nhiên, chiến thuật này chưa phát huy được hiệu quả do thiếu những yếu tố cần thiết. Cuộc phản công của Ukraine bắt đầu từ 2 tháng trước, nhưng Ukraine và Nga đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho cuộc chiến dọc theo một chiến tuyến rộng lớn. Riêng quân đội của Ukraine đã chuẩn bị cho việc này suốt nhiều năm qua bằng cách học hỏi phương thức chiến đấu như quân đội NATO với sự kết hợp của bộ binh, pháo binh, xe bọc thép và không quân. Mỹ và các đồng minh biết rõ quân đội Ukraine vẫn chưa sẵn sàng phản công nhưng vẫn để mặc Kiev thực hiện chiến dịch này. Sau hơn một năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, chính quyền Tổng thống Joe Biden mới bật đèn xanh cho các nước NATO gửi máy bay chiến đấu F-16 đến Ukraine. Tuy nhiên, dường như quá muộn nếu phải chờ đến khi phi công Ukraine được huấn luyện vận hành để hỗ trợ và bảo vệ các lực lượng mặt đất vốn đang vất vả vượt qua giai đoạn khốc liệt hiện nay. Tất cả những điều đó đặt ra một câu hỏi. Nếu không có sức mạnh không quân đủ lớn, một trụ cột trong các chiến thuật mà phương Tây đã thúc giục Ukraine áp dụng, liệu cuộc phản công của Kiev có thành công? Câu trả lời dường như là có, nhưng rõ ràng mọi thứ sẽ khó khăn hơn nếu Ukraine không có được F-16. Với hàng loạt hỏa lực pháo binh và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV, cuộc phản công của Ukraine đến nay vẫn chưa tạo được đột phá lớn nào. Tướng không quân Mỹ đã nghỉ hưu và là cựu chỉ huy NATO, Philip Breedlove cho biết quân đội Ukraine sẽ có lợi thế hơn khi học hỏi và triển khai chiến thuật kết hợp vũ khí. Ông nhấn mạnh, nếu muốn Ukraine chiến đấu như cách NATO chiến đấu, họ phải có những công cụ mà chúng ta có, song chúng ta đã không trao cho họ những công cụ đó. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Dalubny cũng đưa ra quan điểm tương tự. Một số chuyên gia cho biết việc thiếu hụt sức mạnh không quân khiến Ukraine gặp bất lợi trong cuộc phản công vào mùa hè này. Các máy bay trực thăng tấn công của Nga đã hạ gục một lượng lớn xe tăng và xe bọc thép của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Anh, ít nhất một số trực thăng của Nga được trang bị tên lửa chống tăng có khả năng bắn rất xa hoặc rất thấp, nên lực lượng phòng không của Ukraine gặp khó trong việc đánh chặn. Đại tá Marcus Reiner, người giám sát việc phát triển lực lượng tại Học viện Huấn luyện Quân sự Chính của Áo, nhận định nếu có nhiều máy bay chiến đấu hơn, Ukraine có thể bảo vệ lực lượng bộ binh của mình hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công đó. Ông Reiner nói, theo logic quân sự, phải có ưu thế trên không, bạn mới có thể tiến hành các chiến dịch trên bộ thành công.
Trên thực tế, cả Ukraine và Nga đều không giành được ưu thế trên không kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Theo chỉ số hỏa lực toàn cầu, vào thời điểm đó, Nga có số lượng máy bay chiến đấu nhiều gấp 10 lần Ukraine, với Moscow có 772 và Kiev có 69. Tuy nhiên, trong 18 tháng sau đó, cả hai bên đều dựa vào pháo binh, UAV và tên lửa tầm xa để tấn công lẫn nhau. Đó là bởi Ukraine với tên lửa Patriot và Nga với hệ thống phòng không S-400 đều có khả năng phòng không đáng gờm. Họ sử dụng chúng để ngăn cản đối phương tiến hành các cuộc không kích ở gần hoặc phía sau chiến tuyến bằng máy bay chiến đấu có người lái. Các phi công Ukraine hiện lái máy bay chiến đấu MiG và Sukhoi thời Liên Xô của họ một cách rất cẩn thận, tức là không đến quá gần mục tiêu hoặc ở trên không quá lâu để tránh trở thành mục tiêu. Họ chỉ lái máy bay tới đủ gần mục tiêu để có thể bắn tên lửa chúng vào kho nhiên liệu và đạn dược cũng như các mục tiêu quân sự khác trước khi lao đi. Trước những hạn chế đó, một quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết không rõ liệu lực lượng Ukraine có thể hỗ trợ cho bộ binh ngay cả khi họ có F-16 hay không. Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề ngay từ đầu chiến dịch phản công khi cố gắng chiến đấu theo chiến thuật kết hợp vũ khí. Trong bối cảnh đó, một số chỉ huy đã quyết định từ bỏ nỗ lực này và quay trở lại chiến thuật mà họ hiểu rõ nhất, tức là bắn pháo và tên lửa để làm tiêu hao khả năng chiến đấu của Nga. Điều đó không có gì lạ đối với các chuyên gia quân sự. Đại tá đã nghỉ hưu Steve Boylan cho biết, lực lượng chiến đấu của Mỹ phải mất nhiều năm để học cách triển khai chiến thuật này một cách hiệu quả, chứ không phải chỉ qua một trận đánh. Phương pháp chiến đấu hiện đại là sự kết hợp giữa bộ binh, xe tăng bọc thép, hỏa lực mặt đất của pháo binh và sức mạnh không quân nhằm chiếm ưu thế tất cả vị trí của một cuộc chiến trên bộ. Ông Boylan cho biết các chiến thuật này được phát triển sau Thế chiến thứ nhất, nhưng phải đến chiến tranh vùng vịnh 1990-1991, quân đội Mỹ mới có thể áp dụng hiệu quả. Chiến đấu mà không có một trong các yếu tố như sức mạnh không quân có thể khiến các đơn vị phải điều chỉnh chiến thuật. Tôi nghĩ rằng Ukraine sẽ sử dụng sự hướng dẫn, huấn luyện và chiến thuật của chúng tôi làm cơ sở và điều chỉnh để phù hợp nhất với họ, ông Boylan nói. Quân đội Ukraine là một trong những quân đội được trang bị tốt nhất và được thử nghiệm nhiều nhất ở châu Âu. Tuần trước, Tổng thống Zelensky cho hay Ukraine đang tiến hành kế hoạch mua máy bay chiến đấu của phương Tây. Ông khẳng định F-16 sẽ xuất hiện trên bầu trời của chúng tôi. Để vận hành F-16, các binh sĩ Ukraine sẽ phải trải qua một thời gian đào tạo dài mà bắt đầu là với ngôn ngữ. Các quan chức Mỹ cho biết Ukraine hiện chỉ xác định được 8 phi công chiến đấu, ít hơn một phi đội thông thường, nói tiếng Anh đủ tốt để bắt đầu khóa đào tạo kéo dài ít nhất một năm. Khoảng 20 người khác sẽ được cử đến Anh trong tháng này để học ngoại ngữ. Douglas Barrier, chuyên gia hàng không vũ trụ quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, cho biết việc chỉ có một số ít phi công lái máy bay F-16 tham chiến sẽ không tạo ra nhiều khác biệt trong cuộc chiến hiện tại. Nếu Ukraine có nhiều phi đội F-16 được huấn luyện và trang bị phù hợp, ông Barrier cho rằng cuộc phản công của họ sẽ có nhiều tiến triển về lý thuyết. Hiện nay, đa phần giới quan sát nhận định cuộc phản công của Ukraine đang chậm lại. Hiệu quả của chiến dịch này cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Truyền thông phương Tây cũng thường mô tả Ukraine đang đạt những thành quả khiêm tốn. Do đó, các chính phủ phương Tây đang đứng trước ngã ba đường và sẽ sớm phải quyết định xem có nên cam kết cung cấp một lượng lớn vũ khí, trang thiết bị và tiền bạc cần thiết để hỗ trợ Kiev trong một cuộc xung đột kéo dài hơn hay không. Tối 14 tháng 8, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một xưởng sửa chữa ô tô ở Makhachkala, thủ phủ vùng Dagestan, miền nam nước Nga. Vụ việc cũng gây hỏa hoạn ở một trạm xăng lân cận, khiến 2 trong số 8 cột bơm xăng phát nổ. Ngày 15 tháng 8, TASS dẫn thông báo của Bộ Tình trạng các dịch vụ khẩn cấp Nga cho biết vụ nổ trạm xăng ở Makhachkala, thủ đô Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 56 người bị thương, trong các nạn nhân có 13 trẻ em. Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin y tế khẩn cấp địa phương mới nhất cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ trạm xăng ở Makhachkala đã tăng lên 25 người, trong khi đó có 66 người bị thương. Lực lượng cứu hộ mất hơn 3 tiếng rưỡi để dập tắt ngọn lửa bao trùm diện tích 60m². Theo người đứng đầu Cộng hòa Dagestan, Sergei Milikov, ngọn lửa bắt đầu xuất hiện tại một trạm sửa chữa ô tô bên cạnh trạm xăng và bắt đầu lan ra nhanh sau đó. Ông này nói thêm, 2 trong số 8 bồn nhiên liệu ở trạm xăng đã phát nổ. RIA Novosti dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, hơn 20 phương tiện cùng 70 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để khống chế đám cháy ngay sau vụ việc xảy ra. Dù ngọn lửa đã được khống chế, nhưng chính quyền vẫn quyết định di dời người dân sinh sống xung quanh trạm xăng do lo ngại các bồn nhiên liệu còn lại phát nổ. Một đoạn video được hãng tin RIA đăng tải trên Telegram cho thấy ngọn lửa bốc lên từ một tòa nhà và sau đó là một vụ nổ lớn. Ngoài ra, một video được đăng trên mạng cho thấy một tòa nhà, một tầng bốc cháy, một nhân chứng nói, ở đây giống như chiến tranh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nga Viktor Fisenko đã đến Cộng hòa Dagestan.
Bộ Tình huống Khẩn cấp của Nga cho biết, các nạn nhân sẽ được chuyển đến Moscow trên chuyến bay đặc biệt nếu cần thiết. Kênh Short đăng tải một video được cho là ghi lại khoảnh khắc ngay sau vụ nổ. Video cho thấy ngọn lửa bao trùm khu vực rộng khoảng 500m2 quanh trạm xăng. Những cột khói dày đặc bốc lên, lửa lan từ khu vực trạm xăng sang những tòa nhà lân cận. Người dân ở khu vực lân cận được sơ tán để phòng nguy cơ xảy ra những vụ nổ tiếp theo. Theo TASS, cùng ngày, hàng loạt vụ nổ xảy ra tại mỏ dầu Talin gần thị trấn Niagan, tỉnh Tyumen của Nga. Vụ nổ khiến 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương, trong đó 4 người nguy kịch. Giờ chức trách đang điều tra, làm sáng tỏ vụ việc. Phần Lan có chung đường biên giới dài tổng cộng 1.300 km2 với Nga, nhưng có rất ít hoạt động của con người. Năm ngoái, Phần Lan chỉ phát hiện 30 vụ vượt biên, trong khi lực lượng biên phòng Nga ngăn chặn khoảng 800 người tìm cách vào lãnh thổ Phần Lan trái phép. Chưa đầy 2 tuần sau khi nước này gia nhập NATO, từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài hàng thập kỷ, hồi tháng 4, Phần Lan bắt đầu xây dựng hàng rào chắn đầu tiên ở biên giới với Nga do lo ngại dòng người di cư từ quốc gia láng giềng. Hàng rào an ninh bằng lưới thép được trang bị hệ thống giám sát cao 3 mét, được trang dày thép gai với chi phí ước tính 417 triệu đô la Mỹ. Mới đây, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Matonen cho biết nước này không lo ngại về kế hoạch tăng quân của Nga ở biên giới, đồng thời lưu ý động thái này của Moscow là khá được mong đợi đối với Helsinki. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, bà Matonen nói: "Thực tế, chúng tôi không lo lắng về việc Nga tăng quân ở biên giới. Điều này khá được mong đợi." Bà nói thêm, trong những cuộc xung đột ở Ukraine, biên giới giữa Phần Lan và Nga khá trống trải. Ngoại trưởng Phần Lan nói, nếu chúng tôi là mối đe dọa, tất nhiên Nga sẽ không rút quân, ngay cả trong tình huống họ đang bận rộn ở một nơi khác. Theo bà, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là một tổ chức phòng thủ, liên minh này không đe dọa bất cứ ai. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay, chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến việc thành lập các quân khu Leningrad và Moscow, đồng thời tăng cường lực lượng ở biên giới phía Tây. Ông cũng chỉ ra rằng các mối đe dọa đối với an ninh quân sự của Nga từ phía Tây và Tây Bắc đã tăng lên theo cấp số nhân. Theo quan chức này, mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh của Nga gắn liền với việc Phần Lan gia nhập NATO. NATO có thể triển khai vũ khí ở Phần Lan và gây ra mối đe dọa đối với các cơ sở chiến lược quan trọng ở các khu vực phía Tây Bắc của Nga. Ông Shoigu nhấn mạnh, việc Phần Lan gia nhập NATO và việc Thụy Điển gia nhập liên minh này trong tương lai là một yếu tố gây bất ổn nghiêm trọng. Sau khi Helsinki gia nhập liên minh, biên giới đất liền của Nga với các quốc gia trong khối đã tăng gấp đôi. Khi hai máy bay ném bom của Nga xuất hiện gần không phận, các máy bay chiến đấu của Hà Lan và Anh đã xuất kích để ngăn chặn hai máy bay này. Theo thông tin từ giới chức Anh cho biết, vào ngày 14 tháng 8, các máy bay chiến đấu Typhoon của nước này đã chặn hai máy bay ném bom tuần tra Tu-142 Bf và Tu-142 Bg của Nga ở không phận quốc tế phía Bắc Scotland trong khu vực tuần tra của NATO. Ngoại trưởng Anh Jim Heapy nói, các phi công đã xuất kích máy bay chiến đấu Typhoon để chặn hai máy bay ném bom tầm xa của Nga sáng nay, theo dõi sát khi chúng vượt qua phía bắc quần đảo Shetland và sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào lãnh thổ Anh. Giới chức Anh cho biết, các máy bay Typhoon thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không như vậy. Các phi công Anh gần đây cũng dẫn đầu sứ mệnh giám sát trên không của NATO ở Estonia, nơi từng xảy ra hơn 50 vụ ngăn chặn tương tự. Cùng ngày, không quân Đan Mạch thông báo chặn hai máy bay ném bom của Nga được xác định là bay qua Đan Mạch và bay về phía khu vực mà Hà Lan giám sát cho NATO. Phía Hà Lan đã triển khai các máy bay F-16 để đánh chặn máy bay ném bom của Nga trước khi những máy bay đó có thể đi vào không phận. Một người phát ngôn của Không quân Hoàng gia Hà Lan cho biết tất cả máy bay đều bị chặn nếu không có mã nhận dạng riêng, không chia sẻ hành trình hoặc không trao đổi qua radio. Bộ Quốc phòng Hà Lan nhấn mạnh, điều này ít khi xảy ra, nhưng vụ việc hôm nay cho thấy tầm quan trọng của việc phản ứng nhanh chóng. Các máy bay F-16 luôn trong trạng thái sẵn sàng 24/24 và có thể cất cánh trong vài phút, ngăn chặn máy bay lạ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai máy bay trang bị tên lửa chiến lược Tupolev 160 và Tupolev 95MS cùng máy bay ném bom tầm xa Tupolev 22M3 của nước này đã thực hiện các chuyến bay tuần tra định kỳ qua Bắc Cực và Biển Đen. Moscow khẳng định các chuyến bay đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định quốc tế về sử dụng không phận. Ngược lại, Nga tuyên bố đã trích xuất máy bay MiG-29 để ngăn chặn một máy bay tuần tra quân sự chiếc B-8A Poseidon của Na Uy xâm phạm biên giới ở khu vực Barents.
khi máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay quân sự nước ngoài đã quay đầu khỏi biên giới Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Những vụ chạm trán giữa máy bay quân sự Nga và NATO thường xuyên xảy ra ở khu vực. Hồi giữa tháng 3, Đức và Anh đã điều chiến đấu cơ để ngăn chặn một máy bay quân sự Nga áp sát không phận Estonia. Một ngày trước đó, Mỹ cáo buộc chiến đấu cơ Nga xả nhiên liệu vào máy bay trinh sát không người lái MQ-9 của Mỹ ở Biển Đen và sau đó va chạm khiến nó bị rơi. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ cáo buộc. Vụ việc làm dấy lên lo ngại leo thang căng thẳng ở Biển Đen trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hôm 13 tháng 8, tàu chiến của nước này đã bắn cảnh báo một tàu chở hàng treo cờ Palau ở tây nam Biển Đen khi tàu này đang tiến về phía bắc tới Ukraine. Ukraine chỉ trích động thái này của Nga là khiêu khích và vi phạm luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho vận tải thương mại. Biển Đen trở thành điểm nóng sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc hồi giữa tháng 7. Nga và Ukraine cảnh báo bất cứ tàu nào tiếp cận các cảng của bên kia ở Biển Đen có thể bị coi là tàu chở hàng quân sự và sẽ chịu rủi ro tương đương.